Hoa Academy, khóa học PT đắt nhất Việt Nam, đã chính thức khai trương khóa 1 vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2021, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ PT và sự góp mặt của đội ngũ giảng viên uy tín. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Thor Dream Center, quận 12. Hoa Academy tưng bừng khai giảng mở đầu năm 2021 thành công. 8 giờ sáng, các bạn học viên PT khóa 1 đã có mặt đông đủ để đón chờ giây phút Hoa Academy chính thức khai giảng. Các công tác chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc và chuyên nghiệp. Các học viên được đo in-body test trên thiết bị cao cấp nhất thế giới và phân tích tình hình thể trạng của từng học viên. Đến dự còn có các giảng viên tên tuổi gồm có Tiến sĩ Hoa Ngọc Thắng, Thạc sĩ Phan Minh Mỹ, thầy Nguyễn Thế Thanh Tùng. Và đặc biệt lần này, chúng tôi vinh dự chào đón sự hiện diện của thầy Huỳnh Ngọc Minh, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu tiên thì tôi xin cảm ơn công ty đã có nhã ý mời đến dự lễ khai giảng. Và thêm một điều đặc biệt nữa là bản thân tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn một cái chuyên đề, đó là cái nội dung là những cái bước tạo nên sự thành công khi chúng ta khai thác và kinh doanh cái ngành thể hình. Tiếp đến 9 giờ sáng, buổi học đầu tiên khóa 1 chính thức bắt đầu. Không phải mô típ thầy nói trò nghe, Hoa Academy là môi trường tương tác qua lại giữa giảng viên và học viên. Các bạn học viên năng động được thể hiện bản thân, được phát biểu ý kiến, đặt ra vấn đề và được giảng viên giải đáp băn khoăn. Buổi học đầu tiên với không khí vui vẻ, cởi mở đã diễn ra hết sức thành công. Ghi nhận lại những nụ cười rạng rỡ của các bạn học viên được trải nghiệm môi trường đào tạo chuyên nghiệp và lý thú. Sau buổi học trên lớp, các bạn còn được tập luyện giao lưu với CEO Duy Nguyễn để làm quen với các thiết bị cao cấp tại Thor Dream quận 12. Nghe anh Duy Nguyễn chia sẻ, động viên và giải đáp các thắc mắc về ngành thể hình bằng chính kinh nghiệm hơn một thập kỷ tích lũy của anh. Thor Academy, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với tạo ra kinh tế. Bạn có thể còn băn khoăn về vấn đề học PT xong sẽ làm ở đâu, cơ hội việc làm sau khóa học đào tạo sẽ như thế nào. Điều đó đã được CEO Duy Nguyễn suy tính cho bạn. Trước khi thực hiện dự án ấp ủ nhiều năm liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực thể hình, Duy Nguyễn và BBT xây dựng phát triển một đế chế Thor vững chắc về nền móng cho đến quy mô, khả năng phát triển vươn mình ra thế giới. Tứ trụ THOL là những tòa building được xây dựng kiên cố chính chủ, vậy nên Thor Academy đã được cố định về mặt cơ sở đào tạo. Tiếp theo, hệ thống Thor Dream Center đẳng cấp 5 sao chính là môi trường thực tiễn để bạn có thể có cơ hội vận dụng kiến thức áp dụng vào thực tế. Song song đó, học viên tại Thor Academy sẽ được đội ngũ Media BBT xây dựng một profile chất lượng trong suốt hành trình thay đổi hình thể của bản thân. Ngoài ra, BBT là công ty hàng đầu trong ngành thể hình và thực phẩm bổ sung. Đây là đòn bẩy lớn và cần thiết để học viên xây dựng cơ bắp, vóc dáng, bảo vệ sức khỏe. Có thể nói, đây là nguồn kiến thức không thể thiếu trong công cuộc hội nhập hóa thể hình của Việt Nam hiện nay. THOL không ngừng phát triển lớn mạnh hơn nữa và mở rộng quy mô nhân sự. Do đó, học viên PT của Thor Academy sẽ có cơ hội làm việc tại BBT sau khi vượt qua những bài kiểm tra khắt khe. Đầu ra đã được đảm bảo ngay từ khi bạn đăng ký khóa học. Đây là điểm mạnh mà không phải trung tâm đào tạo PT nào cũng có thể so sánh với BBT. Thor Academy hứa hẹn sẽ là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực PT chất lượng cao, đáp ứng xu thế phát triển của ngành thể hình Việt Nam nói chung và nâng tầm con người Việt Nam theo triết lý của BBT nói riêng. Chúc Thor Academy khóa 1 gặt hái nhiều thành công trong tương lai.